Bao nhiêu trong số các bác ở đây còn chưa biết cách vào Cali thì comment số 1 xuống dùng em Khánh nào. Cái này rất là nhiều bác, em Khánh sợ, rất là sợ các bác là vào sai nha. Cái nhiều khi các bác nghe nhưng mà các bác không hình dung ra, bắt đầu mình vào mình sai. Ví dụ như lá của nhà mình nó đang chưa mở hết mà em Khánh bảo vào lân cũng được, nhưng mà các bác lại đem các bác vào lân rồi lại cả Cali nữa là nó chết, là nó sai. Khi mình thúc lân là mục đích của mình trong cái thời gian tới, đến giai đoạn là đến cái mùa khô để mình muốn cho cái bộ rễ nó chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt có lân. Lân thì hôm trước em Khánh chia sẻ rất là rõ rồi, các bác cứ dùng lân nung cháy dùm em Khánh, hiểu chưa? Nó tan chậm, nó có cái tốt của tan chậm, nó tan nhanh của cái tốt của tan nhanh. Cái việc mình dùng đúng sản phẩm, đúng thời điểm cho cây trồng nó mới là sự quyết định năng suất. Các bác hình dung ạ, lân nung cháy rất là rẻ, được chưa? Dùm em Khánh, các bác vào lân nhưng tuyệt đối không vào Cali nếu lá nhà mình chưa mở hết. Các bác nhớ chưa? Các bác hình dung chưa? Hình dung thì comment số 2 dùm em Khánh nào. Nếu mình xác định vào lân trước để cho chuyển hóa một phần lân, để cho việc cái cơi đọt nó già, nó mở ra ăn đầu nó già đến đấy, thì không vào Cali. Rất là nhiều bác là vào cả lân vào Cali khi lá mình nó chưa mở hết. Các bác hình dung chưa? Được chưa nào? Nhớ lại cái kia này cho em Khánh này. Rất là nhiều bác sai, lấy ông này cắm cầm bà kia là chết, là toang luôn, đúng không? Vì các bác nhớ rằng lân để làm cho nó già hóa cây và tới đây phân hóa mầm hoa. Cali là lúc các bác phải hãm bộ rễ để chuyển từ sinh trưởng sang sinh thực. Các bác này, chuyển từ sinh trưởng sang sinh thực, chuyển từ sinh trưởng sang sinh thực. Nhớ dùm em Khánh, nếu bộ tại sao lá chưa mở hết thì tuyệt đối không được vào Cali. Vì khi đó rằng bộ lá nó tương đồng với bộ rễ, bộ lá như thế nào thì bộ rễ như thế đấy. Bộ lá như thế nào thì bộ rễ như thế đấy. Các bác hình dung chưa? Nên khi lá chưa mở hết là bộ rễ nó chưa phát triển hết. Khi bộ lá nó mở hết là bộ rễ là một bộ rễ rất là đẹp rồi, bộ rễ ngon nhất rồi. Các bác hình dung ạ? Bộ rễ ngon nhất rồi. Đấy. Nên lúc mà lá mở hết thì mình vào Cali để chuyển từ sinh trưởng sang sinh thực, là mình hãm một bộ rễ rất là tuyệt vời, rất là khỏe, rất là tốt để tới đây mình làm bông. Được chưa các bạn? Các bác nhớ chưa? Các bác hình dung chưa? Bác hình dung giúp em Khánh nha. Còn bác nào mà cứ bổ cho em Khánh một quả xẻ đi, phải xem đi xem lại thì mới nhớ được.